này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây nói chung tuổi trẻ thị trấn Quất Lâm nói riêng đã và đang sẽ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là những người con quê hương Quất Lâm anh hùng. Và cũng là dịp để tuổi trẻ ôn lại những ý nghĩa lịch sử, khơi dậy truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Cảnh Thạc, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn lên khai mạc trại thu đoàn đội thị trấn Quất Lâm năm 2015. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ đảng viên trong toàn thị trấn, kính thưa các đồng chí đoàn viên, thanh niên và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, hòa chung với niềm vui của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung và nhân dân, cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ thị trấn nhà nói riêng đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích cao nhất. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2015, tức là ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quất Lâm long trọng tổ chức trại thu đoàn đội năm 2015 để các cháu thiếu niên và nhi đồng vui đón Tết Trung Thu. Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, toàn thể nhân dân, cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên, các cháu thiếu niên nhi đồng. Kính chúc quý vị đại biểu, quý khách và nhân dân, cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu thiếu niên nhi đồng mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chúc Trung thu đoàn đội năm 2015 thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cá nhân có phần quà nhân dịp Trung thu. Phần quà của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Chú em Bùi Quang Anh, thì em qua Quang Anh ạ, đơn vị Lâm Sơn. Hãy
của Ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức xin mời các em có tên sau nên nhận quà của ban. Tiếp theo là phần quà của chùa Phúc Đông tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở trường trung học cơ sở. Phần quà nhà chùa Phúc Đông là tặng cho là 10 xe đạp tặng cho các em, và sau đây là nhà trường sẽ về các trường để chia cho các em. Vào sông quê ơi, con sông giạt rào như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em ơi, xây dựng cộng đồng khu dân cư chúng ta ngày càng đoàn kết và vững mạnh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con, đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính mến nhà phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc đồng suốt một trận đường dài, người đã không ngừng chăm lo vun vén cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn tự hào. Chúng ta khắc sâu sự dạy của Bác Hồ, chính sách mặt trận là chính sách quan trọng, công tác mặt trận là công tác của các cấp ủy đảng chính quyền và các mặt trận toàn thể đã nhận tình giúp đỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hội nghị, trong ngày thứ tư của ngày hội đại đoàn kết toàn dân trong tổ dân phố Lâm Hà chúng ta hôm nay, sự quan tâm của nhà chùa Phúc Lâm, hội nghị chúng ta long trọng và vinh dự được đón mục sư thích Đàm Chính của chùa Phúc Lâm đến chúc mừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc của khu dân phố Lâm Hà chúng ta, và có lãng hoa chúc mừng hội nghị và có nồi cơm điện tặng cho người nghèo. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Quán, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, và bà Hoàng Thị Vấn, tức Hoàng Thị Tạ, lên nhận quà chùa. Xin trân trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn cụ và nhà chùa Phúc Lâm đã quan tâm đến phong trào và bà con thành phố dân cư của dân phố Lâm Hà. Chúc cụ luôn mạnh khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
nước gì đã. Trong lúc thi công nhiều người dâng công đức, người có ít thì cũng dâng tâm vào, người có nhiều thì bao nhiêu cũng quý. Ta cùng một lòng chung dưỡng tô tự bên Phật tử một số ca sĩ cũng như các cháu trường mầm non và đoàn văn nghệ chùa Phúc Lâm hôm nay về giao lưu tại tổ dân phố Lâm Quý chúng ta. Thay mặt các ủy và lãnh đạo tổ dân phố Lâm Quý, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả bà con và các diễn viên chuyên nghiệp cũng như không chuyên, lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ tổ dân phố Lâm Quý hôm nay. Đêm hôm nay về giao lưu chương trình văn hóa văn nghệ với chương trình của chùa Phúc Lâm, trước khi vào trình diễn chương trình văn nghệ của nhà chùa, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà chùa Phúc Lâm hôm nay về có bó hoa tươi thắm để tặng cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố Lâm Quý. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Cao Văn Minh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận nhân dân bó hoa của nhà chùa. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng. Vâng, xin được cảm ơn nhà chùa. Xin được chân thành cảm ơn nhà chùa.
phong trào chúng tôi yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cho dân vì dân, tham gia xây dựng đảng cộng đảng cao sạch vững mạnh, đoàn kết cán bộ đảng viên. Trong niềm vui của ngày hôm nay, các mặt trận xin cảm ơn các ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ hướng dẫn và theo sát hoạt động của cộng đồng dân cư. Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con các tổ chức trong cộng đồng dân cư trong năm qua đã đồng tâm đồng lực các thế lực chính trị góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta đạt kết quả tốt, đoàn kết đạt đoàn kết thành công. Xin cảm ơn. Và cũng sẽ rất vinh danh cho chúng ta tổ chức đang nêu được đại vợ công an hôm nay về dự và có bài sao cho đại diện của nhà của thành phố, và xin kính mời thầy đại vợ xin chào bà và xin kính mời ông Phạm Công Trạch đại diện cho nhà của thành phố xin mời nhà vợ xin kính mời
hôm nay về dự buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày đoàn kết dân tộc khu dân cư chúng ta trong này có mục sư Thích Bảo Chính trụ trì chùa Phúc Lâm hôm nay cũng xin thông báo với các vị đại biểu hôm nay mục Thích Bảo Chính về dự với tổ dân phố chúng ta có mang theo một món quà là một nồi cơm điện. Để tuy rằng món quà này không nhiều nhưng mà thể hiện tình cảm quan tâm của nhà chùa đối với là tổ dân phố chúng ta. Món quà này sẽ được dành tặng cho một cô nghèo của tổ dân phố chúng ta. Vậy đề nghị cô Đỗ Thị Sự nên được nhận cái phần quà của nhà chùa Phúc Lâm. Xin trân trọng kính mời. Với một tấm lòng và với một món quà dù là không nhiều nhưng vẫn đã thể hiện được cái tình cảm, cái quan tâm của nhà chùa đối với tổ dân phố chúng ta nói riêng và thị xã Sông Công. Xin thay mặt cho tổ dân phố xin chân thành cảm ơn cụ Thích Bảo Chính đã có những tấm lòng rộng mở quan tâm đến tổ dân phố là của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tổ dân phố Lâm Khang chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2015. Để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong không khí đoàn kết của ngày hội, tổ dân phố Lâm Khang vui mừng đón chào các quý vị đại biểu về dự. Về phía thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thị trấn Quân Lâm, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Quang, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn, bà Nguyễn Thị Mai Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Phó Chủ tịch Nhân dân thị trấn, ông Nguyễn Nhật Anh, Ủy viên Ban chấp hành Phó trưởng Công an thị trấn, bà Đặng Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn, ông Cao Mạnh Sĩ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà sư Thích Đàm Mến, chùa Phúc Lâm, xin hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu ông Phạm Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố lên khai mạc và đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân, trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng, bộ và nhân dân thị trấn Quân Lâm nói chung, tổ dân phố Lâm Khang nói riêng, đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội năm 2015. Tạo đà phát triển cho năm 2016. Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2015, thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Quân Lâm, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố chúng ta long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhằm ôn lại truyền thống quý báu của công tác Mặt trận, đánh giá thành tích của công tác Mặt trận Tổ dân phố chúng ta đã đạt được trong những năm qua, tìm ra những điểm còn tồn tại để phấn đấu và thực hiện và tiến hành bình bầu các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2015. Về dự ngày hội hôm nay, thay mặt ban công tác mặt trận của dân phố Lâm Khang, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu thay mặt thường trực đảng, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Quân Lâm, đồng chí đảng ủy viên phụ trách cơ sở và các đại biểu thành viên của ban công tác mặt trận, đại biểu chùa Phúc Lâm đã dành thời gian về dự hội nghị, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin kính chúc các quý vị đại biểu quý khách cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, chúc ngày hội thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Đàm Mến, nhà chùa Phúc Lâm đã đến dự và có một món quà thật đặc biệt dành tặng cho hộ gia đình nghèo. Thank you.
thực hiện các quy chế quy ước về lễ hội, lễ cưới, lễ tang theo nếp sống mới của thị trấn Quất Lâm, thực hiện tốt phong trào 503 sạch, không có người sinh con thứ ba, bình quân thu nhập đầu người là 27 triệu đồng người trên năm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa nông thôn mới. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, của việc xây dựng cộng đồng khu dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn năm nội dung của cuộc vận động, đòi hỏi bà con chúng ta bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng khu dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tham gia, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của đảng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân, trong niềm vui của ngày hội hôm nay, ban công tác mặt trận xin cảm ơn cấp ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể các cấp đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn và theo dõi sát sao mọi hoạt động của cộng đồng khu dân cư. Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta. Chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ và nhân dân, các tổ chức trong cộng đồng dân cư trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, gian sức lực trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Các quý vị đại biểu, thưa cán bộ và toàn thể nhân dân tổ dân phố Lâm Tiên, rất vinh dự hôm nay về dự với hội nghị ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư tổ dân phố Lâm Tiên chúng ta. Nhà chùa Phúc Lâm có nắng hoa tặng cán bộ và nhân dân tổ dân phố Lâm Tiên, và nhà chùa có tặng cho hộ bà Nguyễn Thị Lua là hộ nghèo một chiếc nồi cơm điện. Xin trân trọng kính mời thầy bản tự Thích Đàm đến nên tặng nó hoa cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố và nồi cơm điện cho hộ bà Nguyễn Thị Lua. Xin trân trọng kính mời. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn thu lưu thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đâu thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đâu thành con